chung thao và Hà Nam Quốc Hà Đoàn. Và Nguyễn Thị Thục Khánh đoàn Thanh Hóa Quốc Hà Thanh. Các trọng tài của mình trận đấu bắt đầu. Tadu. Làm việc.
Rồi đuôi. Tấn công. Rồi. Rồi nào. Sau hai hiệp đấu với số điểm 1-0, bên góc thẳng hai đoàn bóng đá Hà Nội.